Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số câu chuyện thành công đáng kinh ngạc về Bitcoin. Đây là những ví dụ tuyệt vời về cách kiếm tiền điện tử và trở thành triệu phú nhờ Bitcoin. Hãy bắt đầu với cậu bé đã mua một chiếc Bentley. Thứ nhất, tôi đã mua một chiếc Bentley. Javid Khan. Thành công đầu tư của Javid Khan bắt đầu một cách tình cờ. Vào năm 2018, khi giá Bitcoin vào khoảng 3.000 đô la, anh ấy đã sử dụng Bitcoin như một phương thức chuyển tiền vì nó dễ dàng hơn so với sử dụng ngân hàng. Nhưng bất cứ khi nào anh ấy để Bitcoin trong ví của mình, giá sẽ tăng lên. Anh đã nhìn thấy một cơ hội. Bất cứ khi nào giá Bitcoin giảm và yên ắng, anh sẽ mua thêm Bitcoin. Khi không ai nói về Bitcoin, không có tiêu đề, đó là thời điểm tốt để mua. Anh ấy rất cẩn thận, không vay mượn cũng không sử dụng lần bẩy, chỉ đầu tư số tiền mà anh ấy có thể chịu được khi mất. Vào năm 2020, anh ấy đã rút tiền lãi và mua một chiếc Bentley. Tôi đã gửi một video từ phòng trưng bày cho mẹ tôi và bà đã khóc. Bà thực sự rất tự hào. Thứ hai, tôi nghỉ việc và bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Mr. Smith, kỹ sư phần mềm ẩn danh. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2008, Smith bắt đầu làm việc tại một công ty công nghệ lớn ở thung lũng Silicon. Năm 2010, anh đầu tư 3.000 đô la, với giá một Bitcoin chỉ 15 cent vào thời điểm đó. Điều đó có nghĩa là anh ta có gần 20.000 Bitcoin. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng, mình đang chơi một cuộc chơi lâu dài. Tôi muốn xem nó có thể tăng cao đến mức nào. Smith gần như đã quên mất khoản đầu tư của mình 3 năm sau đó, khi nó xuất hiện trên các bản tin, với giá tăng từ 10% trở lên mỗi ngày. Anh ấy đã bán 2.000 Bitcoin khi giá đạt 350 đô la. Đến thời điểm đạt 800 đô vài ngày sau đó, anh ấy đã bán thêm 2.000 Bitcoin nữa. Anh ấy đã kiếm được 2,3 triệu đô la. Ngày nay, anh dành thời gian đi du lịch khắp thế giới trong sự sang trọng. Anh ấy bay khoa hạng nhất với các nhà hàng 5 sao, nơi anh ấy thưởng thức các bữa ăn do đầu bếp ưu tú chuẩn bị cho mỗi bữa ăn. Câu chuyện thứ 3, Bitcoin đã giúp tôi mua được căn nhà của mình. Daniel Crocker, chủ doanh nghiệp. Năm 2012, Daniel Crocker đang hoàn thành khóa học việc tại một công ty công nghệ thông tin. Mỗi giờ ăn trưa, anh ấy sẽ trò chuyện với các đồng nghiệp của mình về những công việc phụ để kiếm thêm tiền. Khi chủ đề về Bitcoin xuất hiện, anh ấy quyết định thử và thực hiện một khoản đầu tư nhỏ. Sau đó, anh ấy đã giữ Bitcoin trong 8 năm, khi giá trị của chúng ngày càng tăng. Vào năm ngoái, anh ấy đã bán một số Bitcoin đủ để trả một nửa số tiền đặt cọc cho ngôi nhà của mình. Tôi biết nên nắm giữ lâu dài hơn để gia tăng lợi nhuận, nhưng tôi nghĩ mình đã đủ may mắn lắm rồi. Thứ tư, bằng cách cống hiến cuộc đời mình cho tài sản tiền điện tử và công nghệ blockchain, tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn những gì tôi mong đợi sẽ kiếm được trong suốt cuộc đời của mình. Jeremy Gardner. Jeremy Gardner yêu thích Bitcoin khi nhận ra rằng bất kỳ ai trên thế giới có kết nối Internet đều có thể gửi tiền cho bất kỳ ai khác. Mua Bitcoin vào năm 2013, anh tìm hiểu sâu hơn về công nghệ và bắt đầu cống hiến ngày càng nhiều cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Anh đã thành lập mạng giáo dục blockchain, một tổ chức phi lợi nhuận giáo dục mọi người về công nghệ blockchain. Anh ấy đã ra mắt Augur, một thị trường dự đoán phi tập trung và chia sẻ một ngôi nhà 3 tầng ở San Francisco, được gọi là lâu đài tiền điện tử, nơi từng là nơi ở của hơn 6 triệu phú. Chúng tôi đã được thông báo rằng tiền điện tử sẽ chết rất nhiều lần, và nó vẫn ở đây, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ sẽ có lý nếu bạn đầu tư vào công nghệ này và mọi người gọi bạn là ngu ngốc trong một thời gian dài, Gardner nói. Và câu chuyện thứ 5, đó là một phần trong kế hoạch lương hưu của tôi, Hunter Delaney, chuyên gia kinh doanh. Tôi đã đặt 5 bảng ngay từ đầu và tôi đã xây dựng nó từ từ và đều đặn theo thời gian. Cô ấy dự định tiếp tục bổ sung vào khoản đầu tư của mình vì Hunter là một phần của nhóm đầu tư đang phát triển, những người đang mua Bitcoin và các loại tiền điện tử khác như một phần trong kế hoạch nghỉ hưu của họ. Mặc dù thành công của khoản đầu tư sẽ được đánh giá vào thời điểm cô ấy nghỉ hưu, nhưng cô đang kiếm được lợi nhuận hơn 500%. Vì Bitcoin là một khoản đầu tư dài hạn, nên sự thay đổi giá nhanh chóng trong ngắn hạn không ảnh hưởng đến cô ấy. Tôi biết rất nhiều người đã làm nên những điều thú vị với khoản đầu tư của họ, nhưng đối với tôi, đó là một phần trong kế hoạch lương hưu của tôi. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.